Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dân với chị Út đi chợ mới Ông Dèo. Em chở chị đi chợ nha. Chị có đi chợ này chưa? Lần đầu hả? Lần đầu. Chị luôn. Lên. Chợ này là chợ Ngọc Hòa, còn được gọi là chợ mới Ông Dèo. Đi vô này chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm rồi chị. Anh ơi, tôm này bán sao vậy? Tôm nó bán 180. 180. Từ rồi lấy 1 ký đi. Cái chuối cái bào mới được gì à, tháng tư luôn rồi à. Dần dần mua bánh ăn cái dần dần cho mấy cái chảo mấy cái mình đi chợ trễ à, mua bưởi kìa. Chắc bưởi bưởi gì vậy chị? Bưởi da xanh ruột đỏ, hai chục ngàn được rồi. Bưởi da xanh ruột đỏ. Mấy trái này nó bị hư rồi, đây lấy cái trái. Đúng rồi. Ừ. Lấy 1 trái luôn đi chị. Được rồi nè chị, rồi 2 trái này đi. Xoài ngon ngon không ha? 65 ngàn. Sáng trà đó 20 ngàn. Rồi có đủ 65 ngàn luôn. Rồi cảm ơn. Dạ. Em chạy đi mua cà phê uống chạy chạy mà áo ba đẹp chạy chạy chủ chủ cà phê ba đẹp mặt cũng đẹp luôn không bị hết lắm chị cô bán có hộp bánh thấy hả? Dạ hộp hả? Bánh gì chị? Bánh bò cô tự đổ hay điếm vậy cô? Thôi con lấy một hộp bánh bò. Ngon lắm nè, cô đổ không đó. Ngon lắm. Ừ, quậy đổ liền ăn rất là ngon. Chị ăn cái gì? Chị ăn bánh gì? Chị chốt thân bánh rồi là tạm không? Ủa? Ở đâu bên đây vậy? Quán hả? Dạ đây mà. Đó bà dạ. Đẹp quá. Dạ. Có 10 ngàn nữa con. Hai bọc bánh thành nữa đi. Dạ được rồi. Đi bằng xe, đi bằng gì? Đi bằng vỏ. Dạ thôi thôi con. Đi nè, con làm nước uống nè. Nhiều quá con ăn không hết. Hả? Đi đây con làm nước uống nè. Gặp quen cháu. Con tắm đúng không? Dạ. Ôi, bán cho cô cái
lúa. Lúa bán rồi. Khỏi, cô uống nước đâu, lấy cho cô này được rồi, con bán này hả? Con đó. Dạ. Dạ, cháo. Dưới đây là con làm lúa. Hả? Dạ, ruột. Vậy đó hả? Dạ. Nó có mày đẹp chứ lụa. Bởi vì cô mà rồi. Cô mở cá hoa kinh rồi. Bỏ xuống đi, ăn nè. Để đây, anh tâm đi ăn. À, được rồi, lấy cho cô này cho cô về. Cái hoài cũng vậy à. Nè, cô. Con bán này hả? Cô là sao? Cô không biết quả. Bà Út quá. Bà Út. Hả? Bà Út quá. Bán cho cô bánh không? Không lắm à, con qua tới bên đó không? Vậy hả? Lấy cho cô bánh da lợn đi. Đó là năm con gửi 2% rồi cơ, bà Duyên ơi. Ai? Bà Duyên. Bà Duyên bán sao đó. Bà Duyên bán một bán đắt quá, bữa nào? Bà Duyên bán nước á. Bữa nào mướn cô bán thì bán đắt gì vậy? À, bữa nào mướn cô bán thì bán đắt quá vậy. Chị lấy cho em 2.6. Bọc xương xa, bọc bánh lọt. Cái đó tự làm nhà hả con? Con làm nhà hết á, nguyên cái này luôn á. Giỏi gì vậy? Mình mà làm vậy đó. Ghê gớm. Có mẹ chồng con nữa, rồi chồng con nữa. Tên qua ngoài á. Mới hết. Có mướn làm hả? Cô ngồi đi, con làm nước không? Được rồi, chơi được đi. Rồi. Chút nữa đi, không đi quay nữa. Cô uống con bên một chút á. Quay đi, mốt gã con đi nước ngoài đi, con về anh dẫn đi. Ai quay? Nhiều tiền vậy con? Vậy hả? Trời ơi, đâu? Trời ơi, cái dao hai nè trời. Em gặp một hồi em bị quan rồi đó. Lấy cái này cho em. Rồi cô gửi tiền đi. Bao nhiêu vậy con? Dạ 15 ngàn con tặng cho 100 này về cho bà Năm ấy. Trời ơi, mua mà tặng luôn kìa, khuyến mãi luôn. Hết xong. Trời ơi, nãy giờ tôi đứng tôi đặt cái dụng đó ông nội mẹ tôi ơi, chết rồi. Chạy qua chạy lại vậy. Không rồi ơi. Rồi, cái này cô về chưa, con để nước đá chưa không? Rồi khỏi cô về liền. Đi ngồi uống đi. Cho dạ. Cô làm nước xuống. Chút hả? Rồi cô gửi tiền. Rồi cảm ơn nha. Mua sợi cô bán đi. Chéo cô. Dạ không. Em bún cam thì chị muốn cam ăn. Bún cam bị. Chị bán cho em bánh cam. Bánh cam này bánh cam gì vậy chị? Bánh cam mặn nhân thịt. Mặn nhân thịt. Bánh cam đường. Dạ. Cái gì nhiêu chị? Cái này 5 ngàn, cái này 3 ngàn. Lấy cho em hai cái này. Hai cái nhân. Hai cái. Dạ. Ủa bỏ đó vô nó hả? Này dưa chua. Dạ dạ bỏ đó. Em chưa từng ăn, chưa biết. Dạ. Chợ này mới có, bỏ này mới chợ khác. Dạ. Bán bánh không? Có hàng không? Dạ. Rồi lấy cho em hai cái đường nữa. Này tự làm hay là tự làm? Ở đây toàn đồ tự làm không khéo quá. Rồi. Cứ bỏ vô đây nha. Bỏ ra không có đây là. Dạ được rồi. Dạ dạ được rồi. Mình đi chợ xong rồi, bữa nay mình mua tép về. Tải chỗ Út món tép nước muối. Ngon á. Ăn thử. Giờ em chở chỗ Út về nha. Chấm nước, chấm. Dạ. Chấm nhau liền.
bước nhờ. Dễ gì. Rồi móc ra. Nãy hai chị em đi chợ về có mua tôm. Bây giờ là mình làm món tôm nướng muối ớt. Giờ mình đi cắt xả với hai lá chanh. Ủa, xả tốt chứ sợ luôn. Mình đủ rồi. Giờ hai để hai lá chanh. Ngắt vài lá không cần nhiều. Nhiều thì đủ rồi. Giờ mình góp đầu lá dừa làm cái ghim. Nhiều thì được. Bây giờ mình làm đồ với ớt. Ít xả. Gió quá trời ha chị. Mình hồi mình bỏ rồi mình đâm. Hành, gốc hành. Lá chanh. Ớt. Rồi miếng muối. Bột ngọt với đường. Bây giờ mình đâm. Đủ thứ vị nằm rồi. Sáng đi chợ vui quá hả chị? Vui. Má mà ta không đi ở nhà. Chợ đó ai cũng vui vẻ chứ ha chị. Thế mấy thằng người ta bán xong bán ngồi nó còn cười còn vui. Nông chạy nó vui tư thiệt. Rồi đó hả? Nhóm lửa. Nhóm lửa đốt than. Đâm gì là được rồi. Lấy vỏ dừa nào đó lấy đi. Rồi mình cho dầu ăn vô. Cái này phải còn mình có máy sấy á, mình sấy nó nhuyễn nhìn nó ngon hơn. Rồi chặt cho miếng dầu điều vô. Hai muỗng đi. Xỏ tôm chút coi. Tôm này là mình nướng rồi. Xỏ từ dưới đuôi xỏ lên. Đây nè.
thẳng lên. Đó, những hồi mình vét vô. Này hồi mình nướng mình chấm muối ớt. Rồi giờ mình tẩm gia vị lên tôm mình nướng. Nhìn ngon quá rồi nè. Bỏ lên mình nướng luôn. Nãy giờ chị Út chỉ đốt than rồi nè. Có mùi thơm rồi đó má. Bắt mùi cho chị Út. Không. Chút xíu nó đi trở về luôn. Vàng được bề rồi đó. Tôm của mình nướng gì là chín rồi nè. Thơm quá à. Lấy ra. Lâu đi chợ một bữa vui. Chợ được ăn món ngon. Phái rồi, dở dở tôi đi chợ ăn bữa phái rồi. Xong đem đi ăn thôi. Rồi tôm nướng mớ của mình chín rồi. Má ăn tôm. Mời các bạn ăn tôm của mình nha. Ăn chị Út bài ngon quá. Nhìn thấy hấp dẫn quá hả? Dạ thì vâng cô ơi. Ăn thử biết sao. Mình ăn chanh vô đi. Thôi bắt đầu ăn. Ăn đi chút. Mà cho má con bự đi con lợp cho. Nóng quá. Nóng quá. Thơm nước mũi hả chị Út? Không biết ngon không? Chắc ngon rồi chắc cứu thôi. Rồi, ăn thử rồi. Ăn cho thằng ngon bà cô. Ngon thiệt cô chính ơi. Ngon học luôn á. Ngon ha. Dạ. Làm thèm vậy. Mời các bạn ăn tôm quên nướng. Mình ăn mình nghĩ mong mời cả lúc. Ngon ha. Em làm thấy ngon à. Trời. Ta ăn hết dĩa này luôn đó. Ăn đi. Ngon nhiều vô. Dạ. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Ăn có miếng rau găm vô á, ngon. Ngon thiệt á. Con tép lột, con lột. Con tính mua sườn trâu. Làm củ cải. Không có. Cho cái chợ đó mình hỏi không có. Dạ. Ngổ gì cà, cà theo gì cà cải. Ăn này mình nướng cái nó thơm mùi xả ha, mùi chanh. Ngọt ngọt, chua chua. Cay cay, chấm ớt nè. Mùi béo, mùi bạch xám luôn. Ngon. Ngọt đó. Biết lâu mình mới ăn cơm nướng này thôi. Đó giờ nó quá nướng.
Hồi đó giờ đón nước hay luộc không hả? Luộc ấm ốc đó, đâu có nước đâu. Còn chân thôi đúng không? Ướt. Không ướt vậy đâu, nó không ngái đâu mà vậy. Ngon. Nó thơm mà nó ngọt lắm đó. Chua chua ngọt ngọt dạ. Cay. Cay nhiều. Video của mình ở đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Chào tạm biệt các bạn.